Rồi chào anh em nha. Nay mình còn con chim ngoại. Con chim ngoại gần 2 năm tuổi rồi nha anh em ơi. Nên con này là trước thì nói chung là gốc của nó là mình nhập là của nhờ nhập ké với ông chú. Đào đi nguyên dọn cái gốc bố mẹ của nó trước á là nhập ké với ông chú ở Long An á nha. Là từ ở Malai đi thẳng về luôn, giống gốc của nó là từ Malai đi thẳng về, chứ mình không có mua qua trung gian của anh em ở ép đẻ ở ở Việt Nam nè, ở Việt Nam nha. Nên trước thì mình cũng có thuần và ép đẻ để lai gai rồi đựng bán chim non để mua lúa kê đồ mình thường bỏ việc thôi, chứ xưa giờ thì dòng chim ngoại là mình không có chơi nha anh em. Nên bây giờ thời gian này mình cũng nghỉ cũng hơi lâu rồi, mình nghỉ ép không còn thời gian, mình không có thời gian nữa nên mình không có còn ép sinh sản nữa. Nên cái đợt mình chia sẻ nhường cho anh em hết rồi, còn cù lại còn sót lại một con là nó đẻ có một nó đẻ cái lứa đó là được có một con một rồi, mình để luôn để thí tới giờ luôn nè, đâu cũng gần 2 năm rồi nha anh em. Chim bây giờ thì đó, tình trạng chim là chơi như vậy đó, bao ổn anh em, bao anh em về chơi tập rừng liền luôn, ok luôn á. Chim này là về tập đánh rừng là ok luôn rồi nha anh em. Nhưng mà đối với dòng chim ngoại thì xưa giờ là mình không có sự đam mê và thích chơi chim ngoại, mình chỉ chim việt thôi. Nên bây giờ còn một con mà ở nhà tối ngày nó làm cái rần, lúc trước thì mình treo ở nhà dưới, nhà sau ngoài chuồng rà á nha, mà lúc này sửa nhà sau rồi nên mình dời chim, dàn chim đây nè, đây là toàn là mấy con bổ diệp bổ nổi của mình không đây nè.
mà giờ treo chung với nó cái bắt đầu nó dập chịu không có nổi, là nó dập biết giờ mấy con này ngậm câm họng hết trơn. Rồi để mình review hình dáng chim lên cho anh em coi ưng tham khảo, thì đón em nói về mình nhường để cho anh em khai thác cho lại về cho anh em tập chơi đi nha. Mình thì mình không có chơi hàng hàng ngoại, mình chỉ chơi hàng Việt thôi. Đó hình dáng chim đây. Rồi mời anh em vào xem một cái đoạn video ở nhà của nó chơi, rồi anh em coi cảm thấy ưng. Thì anh em nào có sở thích về dòng chim ngoại thì đón em nó về tập thêm rồi để đi đánh rừng nha. Rồi mời anh em vào xem một đoạn chim chơi tại nhà nha. Bye.
Đây là con thổ chạm bầu, chân lỡ. Chim này thì cũng được gần 11 tháng rồi, gần giáp năm rồi. Mình dục mình bỏ đại biết bao lâu rồi mới mới bắt lên lồng, nay có khoảng 3-4 ngày nay nè. Trước bỏ nó dục thí ở ngoài cái AQI, bỏ ngoài chuồng gà lâu rồi mình không có chơi. Xưa giờ mình không có thích ma lai, không có chơi nên không có bắt nó lên, nên mình sợ nó dập hư cái dàn chim việt của mình. Ngày nay mình đem cái dàn chim mồi việt của mình lên lên nhà trên kia hết rồi, rồi nên bắt mình mới lên lồng của nó, mình bỏ nó dưới này. Đây hình dáng chim đây, nên em xem nè. Mình thì mình không có chơi chim ngoại nha. Để treo ngay phòng khách rồi cho nó nghe, cho nó kêu đồ chơi vô. Đó, nó kêu chơi bậy bạ nó vô.